Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của Kiến thức quân sự. Ai là cha đẻ của mafia Mỹ? Hoặc đúng hơn và dài dòng hơn, câu hỏi phải là ai là cha đẻ của tội phạm có tổ chức ở Mỹ? Nhưng cho dù là cách hỏi nào thì có lẽ cái tên Charles Lucky Luciano cũng sẽ được rất nhiều người nhắc đến như ứng cử viên số 1 của mọi thời đại. Ngay bây giờ, Kiến thức quân sự sẽ đưa quý vị đến với hành trình không tưởng từ những cuộc thanh trừng đẫm máu, những vụ làm ăn phi pháp đến trợ thủ đắc lực của chính phủ Mỹ trong Thế chiến thứ hai, cuộc kiến trúc sư của tội phạm Charles Luciano trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, lucky trong tiếng Anh có nghĩa là may mắn. Có lẽ không phải ngẫu nhiên Luciano chọn cho mình cái biệt danh đó. Và quả thật, may mắn đã luôn ở bên gã, kể từ khi còn là cậu bé nhập cư lê la trên những đường phố New York, đến khi từ giã qua đời ở tuổi 65, độ tuổi mà một số chùm mafia Mỹ khác không bao giờ đạt được. Ngày 8 tháng 2 năm 1962, một chiếc máy bay từ Naples tới đáp xuống phi trường New York. Đợi sẵn ở dưới đường băng là một chiếc xe tang. Một cỗ quan tài nhanh chóng được chuyển sang xe tang, rồi nhanh chóng di chuyển về nghĩa trang San Juan. Tại đó, trước sự chứng kiến của các nhân viên FBI cũng như giới báo chí, thi thể người chết được đặt vào hầm mộ. Và thi thể ấy là của Lucky Luciano, một trong những ông trùm tội ác lừng lẫy nhất nước Mỹ đầu thế kỷ 20. Hoặc nói như tác giả Lawrence Carter của cuốn Những tên tội phạm khét tiếng nhất lịch sử, rằng đó chính là lãnh chúa đầu tiên của mafia hiện đại. Cuối cùng, nhờ một cơn nghẽn động mạch vành, Lucky Luciano cũng đã có thể trở về nước Mỹ, nơi y đã làm nên tên tuổi, và cũng là nơi y đã buộc phải lựa chọn từ bỏ để đánh đổi lấy tự do. Mới một tháng trước, ngày 27 tháng 1 năm 1962, Lucky Luciano còn trả lời phỏng vấn của tờ New York Herb Tribune: "Tôi sẽ tuân theo pháp luật. Quá muộn để tôi hiểu ra rằng người ta đều cần một bộ óc siêu phàm để kiếm được hoặc là $1 triệu chính đáng hoặc là $1 triệu gian lận. Thời buổi này, người ta cần một tấm giấy phép để ăn cắp của công. Và nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn tôi sẽ lấy được tấm giấy phép đó." Câu trả lời ấy ở tuổi 65 có lẽ cũng đã là đủ để khắc họa thần thái của một bố già đích thực. Kẻ may mắn ấy đã không bị ăn đạn bởi những đối thủ cạnh tranh, đã không bị bắt giữ bởi cơ quan pháp luật và đã được trở về nơi mà y thuộc về, cho dù là trong một chiếc áo quan. Có lẽ đó mới chính là điều may mắn nhất đến ở đoạn kết của cuộc đời Luciano. Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1897 tại Sicily, trải qua tuổi thơ nghèo khó, đặt chân lên cảng New York năm 1906, để rồi thấy bố mẹ vẫn chỉ có thể kiếm miếng ăn lần hồi qua ngày. Không có gì bất ngờ khi Luciano không hề thiết tha với chuyện học hành. 14 tuổi, Luciano bỏ học để làm việc ở một xưởng mũ. Nhưng đương nhiên, đường phố New York hấp dẫn hơn, bởi có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn. Thưa quý vị, ăn cắp hàng hóa trong siêu thị, trấn lột tiền của những đứa trẻ nhà giàu, con đường trở thành tội phạm đến với Lucky Luciano như một lẽ tự nhiên, một niềm yêu thích đặc biệt. Và cũng chính là khi một cậu bé gốc Do Thái là Mayer Lansky phản kháng lại, cương quyết không chịu nộp tiền, Luciano đã tìm thấy một chiến hữu can trường. Hai thủ lĩnh của hai nhóm gangster trẻ con, người gốc Ý và người Do Thái, kết hợp với nhau để chống lại các băng đảng gốc Ireland. 18 tuổi, Luciano đã có tiền án buôn bán ma túy. 19 tuổi, Luciano cùng Lansky và một người khác nữa là Bugsy Siegel cùng nhau buôn rượu lậu, rồi lọt vào mắt xanh của ông trùm đầy quyền lực Joe Massaria. Vào thời điểm đó, thời điểm mà các băng đảng gangster Mỹ đang ăn nên làm ra với lệnh cấm rượu, thì Joe Massaria và Salvatore Maranzano đã là những lãnh tụ tối cao của thế giới ngầm New York. Có điều, càng lúc, Lucky Luciano càng khó chịu và căm ghét Massaria hơn bởi sự khinh miệt đám tay chân nhập cư, nhất là bọn Sicily như gã. Theo Luciano thì tư tưởng địa phương chủ nghĩa ấy sẽ chỉ khiến tất cả thiệt thòi. Và rồi, Massaria đã phạm phải một sai lầm chết người. Lão cho người chĩa súng vào Lucky,
dán băng dính miệng y lại, nhưng lại chỉ đánh một trận như từ để cảnh cáo, rồi vứt y đang bất tỉnh ra ngoài. Mặt Luciano mang một vết sẹo và ghim mối thù từ đó. Salvatore Marazzano nhìn thấu tất cả. Lão bí mật tiếp xúc với Luciano, lên một kế hoạch thanh trừng nhằm tước đoạt quyền lực của Masseria. Và Luciano hân hoan nhận lời. Ngày 15 tháng 4 năm 1931, Luciano hộ tống Masseria đến một nhà hàng. Khi y bước vào nhà vệ sinh, thì bốn gã sát thủ cũng xuất hiện và bắn chết ông trung gia. Kể từ đó, Luciano nắm toàn bộ quyền điều khiển các cơ sở chơi xổ số tại khu Little Italy. Nhưng cũng rất nhanh, gã tiến bước tiếp theo lên đỉnh cao. Ngày 10 tháng 9 năm 1931, bốn tay súng giả trang làm nhân viên cục thuế liên bang ập vào văn phòng của Marazzano, xả đạn và lấy mạng lão. FBI cùng nhiều nhà bình luận xã hội đã nhanh chóng đưa ra nhận định. Đây là một làn sóng thanh trừng trong xã hội đen, được biết đến với tên gọi những ngôi sao hôm xứ Sicily đang quét qua đất nước này. Hoặc kinh khủng hơn, đây chính là thời điểm chuyển giao trong lịch sử tội phạm Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 12 năm 1933, lệnh cấm rượu được chính phủ Mỹ thu hồi. Nhưng từ trước đó, Lucky Luciano, Mayor Lansky và những ông trùm mafia thế hệ mới đã tính đến chuyện đa dạng hóa phương thức làm ăn rồi. Luciano và Mayer cùng đưa tay nắm lấy cơ hội kiểm soát các sòng bạc, tiếp quản từ các ông trùm cũ hết thời, đồng thời lấn sân sang cả cá độ đua ngựa, lầu xanh và buôn bán chất cấm. Số lợi nhuận lập tức được quay vòng, đem rửa sạch bằng việc kinh doanh bất động sản. Thưa quý vị, vượt tầm thời đại, cặp bài trùng ấy cùng Seagal đã thành lập một công ty đánh thuê, được trang bị vũ khí hiện đại, sẵn sàng thực hiện bất cứ bản hợp đồng nào. Một lĩnh vực khác mà Lucky Luciano chứng tỏ khả năng tổ chức thượng thặng, đó là thành lập nghiệp đoàn cho tổ chức bao gồm mọi nhà chứa ở New York, mà trong đó mọi cô gái làng chơi thành viên đều bị ép phải đóng định mức lợi nhuận. Thế nhưng, sau đỉnh cao là vực sâu. Chính là khi Luciano đang đạt mức lợi nhuận cao nhất từ các hoạt động tội phạm có tổ chức của mình, thì một khắc tinh của y là công tố viên Thomas DeWay xuất hiện. Ông tổ chức một đợt truy quét đặc biệt qua 80 nhà chứa khắp New York, thẩm vấn hàng trăm cô gái bán hoa và má mì, thu thập đủ các chứng cứ để khởi tố Luciano. Lúc đó, Luciano đang phải tạm trốn tránh do những vấn đề liên quan đến vụ ám sát một tay gangster cỡ bự, tên là Dutch Schultz. Y đã từng bị bắt và đã được cho tại ngoại với chỉ $5,000 bảo lãnh. Song DeWay biết được tin đó, ông thét lên với tất cả những ai liên quan rằng tên tội phạm số 1 nước Mỹ vừa được tại ngoại. Và Luciano bị bắt thêm lần nữa. Kể từ đây, Luciano bắt đầu phải dốc túi chi những khoản khổng lồ để thuê những luật sư giỏi nhất bào chữa cho mình. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 5 năm 1935, phiên tòa xét xử Luciano bắt đầu. Lucky Luciano không còn quá may mắn nữa, liên tục mắc bẫy những câu thẩm vấn của DeWay. Cái kết không làm ai ngạc nhiên với con số 30 đến 50 năm tù. Ông trùm lừng lẫy sau hàng loạt nỗ lực kháng án vô hiệu nữa, phải bắt đầu làm quen với những công việc lao động chân tay và chuẩn bị tinh thần chết trong tù. Tuy nhiên là không ai ngờ, đệ nhị thế chiến lại trở thành sự cứu rỗi dành cho gã. Rất nhiều tàu chiến Mỹ bị đột kích bởi tàu ngầm Đức. Đỉnh điểm là vụ chìm tàu Normandy mới đóng xong trên sông Hudson. Quân đội Mỹ nghi ngờ có gián điệp nhưng chưa có hướng giải quyết. Và Mayer Lansky vẫn còn tự do, đã nghĩ ra trò để cứu vớt người bạn cũ. Y bán tin cho chỉ huy Cục Tình báo Hải quân Hoa Kỳ rằng Lucky Luciano với vị thế của mình chính là người thích hợp nhất để lật mặt bọn gián điệp. Một giao kèo vĩ đại của bóng tối được thực hiện. Luciano chỉ mất vài tuần đã chỉ huy đàn em tóm được gián điệp Đức và giao cho quân đội. Rồi theo các bước đoàn quân chiến thắng, vào ngày 10 tháng 2 năm 1946, với cái tên đã bị tước quốc tịch Mỹ, Luciano buộc phải lên tàu trở về quê hương Italy và bị quản thúc ở Naples. Ông trùm một thời phải tới trình diện cảnh sát mỗi tuần, ở nhà mỗi tối và không được rời Naples khi chưa được cho phép. Sức ảnh hưởng của Luciano với hoạt động mafia tại Mỹ cũng yếu dần. Năm 1957, Luciano chứng kiến gia đình mafia ở Mỹ của mình bị kẻ khác thâu tóm mà không thể can thiệp. Cuối đời, Luciano muốn chia sẻ câu chuyện đời mình với công chúng. Tuy nhiên, ông trùm mafia một thời đã chết vì liên cơn đau tim vào ngày 26 tháng 1 năm 1962, sau khi gặp mặt nhà làm phim.
Chỉ khi ấy, thi thể của Luciano mới được cho phép quay về Mỹ để mai táng. Thưa quý vị, vậy là không giống như nhiều ông trùm khác phải ra đi dưới họng súng của kẻ thù, Luciano rời bỏ thế giới chỉ vì một cơn đau tim lúc tuổi già. Quý vị có nhận xét gì về cha đẻ mafia của nước Mỹ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất từ Kiến thức Quân sự. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.